Rồi vừa bonsai Sóc Trăng, xin chào mọi người nha. Thì lâu lắm rồi mình không có làm clip để đăng lên YouTube. Thì hôm nay mình đang làm một lô dừa sim hồng. Đây là làm hàng Tết nha mọi người. Thì lô này mình đang làm từ đợt nha. Một đợt thì làm khoảng 100 cây. Thì dự định Tết năm nay phải làm khoảng 300-400 cây gì đó. Thì cái lô này mình trồng sẽ cho ra trước Tết đó, thì vào khoảng tháng 10, tháng 11 là mình có thể xuất đi rồi nha. Thì dự kiến mình xuất đi để cho những cái người đối tác, những cái khách hàng sỉ về cho họ có thời gian trang trí lại cái tác phẩm dừa bonsai của họ. Thì để những cái lô dừa này đẹp thì mình cần phải chăm sóc tỉ mỉ từ bước một đó, từ bước. Và thì những cái phôi này mình mới trồng được khoảng mấy ngày thôi, nhưng mà những cái mầm sim hồng đây nó lên rất là nhanh, rất là đẹp đó, tại vì phôi rất là tốt. Thì mình có cung cấp phôi luôn nha mọi người, dừa sim hồng đó, thì đã đánh bóng sẵn gáo về, mọi người chỉ việc là vô bầu đen như thế này và trồng và chăm sóc, gọt bẻ khi nào cây gần thành phẩm của mọi người có thể là sang chậu, lúc đó sẽ đẹp hơn, chứ không cần trồng chậu đẹp lúc đầu nha. Trồng những cái chậu sành, chậu sứ từ lúc đầu tới cây thành phẩm là cái chậu mình đã cũ, không còn đẹp nữa. Nên mình chọn những cây chậu đen như thế này. Mình trồng thời gian khoảng 5 tháng là mình có thể chuyển chậu, 4 tháng cũng chuyển được. Đó, cây là gần thành phẩm là mình chuyển. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà làm cho một cái bộ lá dừa bonsai của mình nó lùng lực từ đầu đó. Thì những cái mầm này thì nó mới lên thì nó chưa có lá, nhưng mà nó có cái bẹ đó. Cái bẹ này không có lá, cũng không có yếm. Lưu ý đây là cái cách gọt bẹ chứ không phải là gọt yếm. Cái giai đoạn gọt yếm là khi cái cây của mình đã có lá nha, còn đây là cái bẹ. Cái bẹ này rất là cứng đó, nó ôm cái phần mầm để vượt lên cao đó. Khi nào mà lá nó vượt lên khỏi những cái bẹ này thì lá nó mới nở. Còn mình đang giúp tiếp tay nó đó, để cho những bộ lá nó lùng thì làm sao, thì mình gọc những cái bẹ này tét nó ra, người ta gọi là chẻ hoa đó. Thì chẻ những cái cánh hoa nó chẻ như là giống tựa như những cái cánh hoa nó xè ra, nó nở ra. Bây giờ nó đang ốp lên nè đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chẻ. Chẻ thì những cái bẹ dưới nè, cái cục nè, mình chẻ luôn đó. Mình chẻ đại như nhiều lần đi, rồi xong mình tét nó ra nè. Mình tét thôi chứ không cần cắt bỏ nha. Tại sao mình không cần cắt bỏ? Tại vì đây là một cái phôi, lúc này là cái phần mầm này nó rất còn non nớt, và cái phần bẹ này nè nó vẫn còn chất dinh dưỡng ở trong này đó, tại vì nó còn nhỏ, nó còn chất dinh dưỡng. Mình chỉ cần tét như thế này đem nó ra đó, thì chất dinh dưỡng nó vẫn còn nuôi được cái cây đó. Thì mình tét cái bẹ đầu tiên xong mình tới bẹ thứ hai đó. Những cái bẹ này nó rất là dày, rất là cứng, mình xé tay thì xé không được nha, nó không được đều nha. Đó, cái phần mà đối diện với cái bẹ cứng thì nó vẫn có giống cái yếm, nhưng mà nó cũng rất là dày đó, rất là dày, rất là cứng đó. Mình tét nó ra nè, mình tét càng sát dưới càng tốt để cho nó nở nha. Đó, thì tới cái phần bẹ trên nè, bẹ trên nè, nó gần tới có lá rồi. Cái phần bẹ trên nó còn non nè, mình xé tay cũng được nè. Cái phần này nó còn mềm đó, tại vì những cái bẹ cứng ở ngoài là nãy giờ mình gọc rồi đó. Còn cái nào mà xé không nổi thì mọi người có thể là dùng dao chẻ rồi tét. Đó, tới cái phần mà nó chuẩn bị có lá nè đó, mọi người nắm tét ra làm hai cho em luôn. Đó, cái lá đầu đó cũng không có lấy bỏ, những cái lá đầu sau này mình cũng cắt bỏ luôn đó. Mình tét đi, tét bỏ luôn chi cho cái lá trong á nó nhanh lùng đó. Mình chẻ, mình tét rồi đó, mọi người thấy không?
Nó tét mọc xong một cái cây rồi, thì thời gian khoảng một tuần sau thì mình có thể cắt bỏ những cái bẹ này mình tét ra nè, một tuần mình cắt bỏ hết, dọn sạch sẽ xác luôn đó, thì nó sẽ ra những cái bộ lá mới. Thì mình cứ sau khi mà nó ra lá mới rồi á, thì lúc đó là mình sẽ tiến hành là mình gọc yếm, lúc đó không còn gọc bẹ nữa nha. Thì lúc đó có lá rồi mình sẽ tiến hành gọc yếm đó, cái phần mà đối diện với cái bẹ nó ôm cái lá kế tiếp đó, đó là cái yếm nha. Thì mọi người cứ gọc sạch cái phần yếm đó theo định kỳ đó, theo chu kỳ, theo thời gian cây phát triển chậm, cây phát triển nhanh, thì mọi người cứ xem cái quan sát cái cây của mình nó lên bao dai thì mình có thể gọc đó. Nhưng mà gọc trước khi nở lá nha mình, mọi người đừng có để mà cái lá nó nở rồi mà mới gọc, thì lúc đó cái lá nó không thể lùn được nữa đó. Cái lá nó ra là khoảng 60% thì mọi người có thể gọc được rồi đó, đừng có đợi tới nở nha. Đó, cái lá nó ra một khúc là mình có thể gọc. Thì mọi người cứ gọc như vậy cho em nha. Đó, mình quay hết cái lô này cho mình xem. Đó, một dàn vậy nè. Một dàn vậy cũng mấy chục chậu. Thì mình mới làm cái lô này bên kia một kệ. Với đây một kệ, đây một kệ. Và đằng sau này một kệ. Thì mới hơn 100 thôi. Mới hơn 100 thôi. Đó. Còn những cái cây đằng đó thì còn cù lại, thì vài bữa mình có thể là gần thành phẩm rồi. Đó, những số đó thì khoảng tháng 2 tháng nữa đủ lá mình có thể bán nữa rồi. Thì mọi người có cần phôi gì á, phôi dừa bonsai thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0388 252527 nha mọi người. Đó, mọi người có thể kết bạn Zalo cho mình số điện thoại đó nha. Mình có ship, có toàn quốc.